Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh thực trạng sạt lở ở các tuyến sông trên địa bàn huyện Hải Lăng, gây ra nguy hiểm cho hàng ngàn hộ dân mỗi khi mùa mưa bão đến. Thực tế, những năm gần đây, do biến đổi khí hậu và đặc biệt là nạn khai thác cát sỏi trái phép, nên tình trạng sạt lở ở nhiều tuyến sông Ô Lâu, Thác Ma, sông Nhùng trên địa bàn huyện Hải Lăng diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương, một số điểm nóng tình trạng khai thác cát sỏi trái phép đang dần được chấn chỉnh. Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay sẽ đề cập rõ hơn đến vấn đề trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, nơi có tuyến sông Thác Ma đi qua, trước đây là địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép bất kể ngày đêm. Với đặc thù là khu vực giáp danh với huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, các đối tượng khai thác cát sỏi trái phép xem đây là địa bàn thuận lợi để hoạt động và đối phó với các lực lượng chức năng. Bằng sự tuyên truyền của chính quyền xã Hải Sơn, tình trạng đối tượng khai thác cát sỏi trái phép là người địa bàn xã Hải Sơn ở tuyến sông này trong gần một năm qua đã chấm dứt. Tuy nhiên, với những đối tượng khai thác cát sỏi từ địa phương khác, thì đến nay chính quyền địa phương lẫn cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án hữu hiệu để đối phó. Tôi nhận thấy cứ 4 giờ sáng tôi thức dậy sớm, là ít nhất là trên dòng sông này phải có năm thuyền, mà không phải là thuyền ép đâu, thuyền đôi thuyền ba, họ khai thác một cách là coi như là quá vô vập. Mà tôi nói họ khai thác bằng cái muỗng họ xúc lên này nè, là họ đổ lên là một thuyền như vậy là năm khối. Tôi thấy thực trạng như vậy á, dân chúng tôi ở đấy á là rất là bức xúc, nhưng mà không có cách nào để mà ngăn cản họ được. Bởi vì nếu mà cỡ như tôi già cả như thế này mà lội ra sông, họ đánh chết. Rồi thậm chí được cũng có nhiều anh ở trên ủy ban á cũng là treo đo đuổi theo, nhưng mà không làm gì được họ hết. Đấy, chỉ có công an có chiếc xuồng máy đó, lo đuổi theo họ rượt, lo chỉ đâu là đứng đó thôi, chứ còn không có nhúc nhích được. Địa phương cũng đã có rất là nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác là quản lý khai thác cát sỏi trái phép. Nhưng mà phải nói rằng là cũng hiệu quả mang lại vẫn chưa cao. Do ở đây thì các hộ gia đình mà khai thác cát sỏi trái phép đó là chủ yếu là ở các cái địa phương khác. Và thứ hai nữa là cái khó khăn thứ hai đó là thì thời gian hoạt động của các cái hộ gia đình này là chủ yếu là vào các cái giờ ban đêm buổi khuya. Nên là cái việc mà đẩy đuổi gặp rất là nhiều khó khăn. Xã từ đầu năm đến nay cũng đã tổ chức 5 đợt là đẩy đuổi các cái hồ khai thác cát sỏi trái phép này. Tuy nhiên là qua đợt đẩy đuổi như vậy rồi thì tình trạng mà khai thác trái phép thì tiếp tục là tái diễn. Còn đây là khu vực khai thác cát sỏi của công ty cổ phần sông Nhùng tại địa bàn xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Những năm trước đây, khu vực này là địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Từ phản ánh của người dân, việc khai thác cát sỏi tại đây đã làm cho đất đai hai bên bờ sông bị sụt lún, sạt lở và ảnh hưởng đến đất sản xuất, canh tác cũng như đời sống của người dân địa phương. Tuy nhiên, sau khi công ty tiến hành khai thác theo quyết định 1677 QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, thì tình trạng khai thác cát sỏi trái phép ở khu vực này đã chấm dứt. Hiện nay, công ty cổ phần sông Nhùng đang nhận khai thác trên diện tích hơn 6 hectare với thời hạn khai thác được cấp là 54 tháng. Theo ghi nhận của phóng viên chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, tại các điểm khai thác của đơn vị này, việc hoàn thổ mặt bằng sau khai thác vẫn chưa được triển khai đúng với phương án khai thác được phê duyệt. Thực tế, một số điểm sau khai thác vẫn đang tồn tại các hố sâu, không rào chắn, không biển cảnh báo, gây nguy hiểm. Trong quá trình khai thác thì có một vài điểm là chưa hoàn thổ. Như là cũng là xin báo cáo là vì công trường này máy móc đồ chưa được thì để khai thác ra sản phẩm, như cũng là cho đơn vị là thời gian là rộng rãi, là có thời gian một tháng nữa là có là hoàn thổ lại. Huyện Hải Lăng hiện có 4 điểm khai thác cát sỏi đã được cấp phép ở các tuyến sông Ô Lâu, sông Nhùng và Thác Ma.
Trong đó có 2 điểm khai thác cát sỏi đang khai thác và 2 điểm khác đang chuẩn bị hoàn thành các thủ tục để tiến hành khai thác. Ngoài công ty cổ phần Sông Nhùng, hiện có công ty cổ phần khoáng sản Vico Quảng Trị khai thác cát trắng với diện tích 466 ha tại địa bàn các xã Hải Xuân, Hải Thượng, Hải Thiện, Hải Lâm, Hải Thọ và Hải Ba với thời hạn là 29 năm. Công ty Minh Anh khai thác cát sỏi lòng sông với diện tích 5,3 ha tại địa bàn xã Hải Sơn với thời hạn 52 tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Đất Việt khai thác cát sỏi lòng sông với diện tích gần 12 ha tại địa bàn xã Hải Lâm với thời hạn gần 8 năm. Việc cấp phép đã phân định rõ ranh giới khai thác nên đã hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở đất và những hệ lụy khác. Theo chính quyền các địa phương, thời gian qua các ngành chức năng cùng với chính quyền ở đây thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp khai thác cát sỏi trái phép và tình trạng này đã dần được chấn chỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác chấn chỉnh tình trạng khai thác cát sỏi trái phép tại huyện Hải Lăng, quá trình thực hiện phóng sự này, chúng tôi nhận thấy dù đã được cấp phép nhưng một số đơn vị khai thác vẫn đang để lại những hệ lụy cho người dân. Trong đó, việc hoàn thổ vẫn chưa thực hiện tốt, việc khai thác cát sỏi còn gây sạt lở đất sản xuất của nhân dân. Tôi là người dân ở đây, tôi rất mong muốn là các anh làm thế nào đó để giải quyết dứt điểm cái tình trạng này. Cho họ lên trên nguồn trên xa, họ khai thác thì được. Chứ còn ở đây mà nhà cửa ta ri mà có như bờ đê kè đi, là thật với anh chứ lấy ngoài nó rồi là trong này trục ra. Trục ra là dưới này có thể là tông bùng ở dưới. Cho nên là có như nhà lụng sụp. Là nhiều khi lũ quét lũ ống là nó bị liên. Trong quá trình triển khai thực hiện các cái hoạt động bảo vệ khoáng sản chưa khai thác thì bên cạnh đó cũng có một số nơi trường hợp cũng xảy ra hiện tượng khai thác trái phép. Thì trước thực trạng đó thì Phòng Tài nguyên Môi trường cũng đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân huyện cũng như phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát để thực hiện việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đồng thời tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này, cũng đã hướng dẫn các địa phương tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân việc chấp hành tốt luật khoáng sản cũng như không việc không tham gia các hoạt động khai thác trái phép và tuyên truyền vận động tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cũng như liên hệ các đơn vị doanh nghiệp để tạo việc làm cho bà con nhân dân. Cần khẳng định có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng sạt lở ở các tuyến sông trên địa bàn huyện Hải Lăng, trong đó tình trạng khai thác cát sạn lòng sông bừa bãi và những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu đã làm cho tần suất cũng như mức độ tàn phá của bão lụt ngày càng diễn biến phức tạp, dẫn đến nạn sạt lở ở các tuyến sông ngày càng gia tăng. Trên thực tế, dù các đơn vị được cấp phép để khai thác cát sỏi, nhưng việc khai thác trái phép vẫn có nguy cơ xảy ra. Chính vì thế, để ngăn chặn tình trạng này, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, các địa phương thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị khai thác cát sỏi trên địa bàn huyện Hải Lăng. Đồng thời, ngành chức năng cũng cần sớm chấn chỉnh đối với những đơn vị vi phạm để khai thác cát sỏi không để lại những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân. Việc làm này không chỉ giảm bớt các vụ việc vi phạm, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường cũng như nguồn tài nguyên khoáng sản, mà còn là cách để bảo vệ nguồn tài nguyên, giữ đất sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương. Chuyên mục Mỗi Tuần Một Chuyện tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.